Game này hay quá, game này hay quá. Ông đang xem gì vậy? Ông có thể cho cháu mượn tivi để cháu chơi game được không ông? Ông ơi, ông cho cháu mượn tivi nha. Cháu mở game cho chơi nha ông. Ông lên ông ngủ đi, ông ngủ sớm cho tốt cho sức khỏe đi, để cháu chơi game nha ông. Hê hê, cảm ơn ông nhiều nha. Ok, cháu mở game. Ừ, cháu chơi game đi. Ông đi ngủ nha. Vâng ạ, cháu sẽ chơi game. Yeah, chơi game sướng quá. Yeah, chơi game sướng quá. Yeah, sướng là sướng luôn, game là chơi quá là hấp dẫn luôn. Ừ, cháu chơi game giỏi quá. Ông đi ngủ nha. Ôi giời, coi thời sự mà cũng không yên nữa. Tin tức hấp dẫn mà bây giờ thằng cháu nó mượn nó chơi game rồi. Game này hay quá, game này hay quá, game hay quá. Ôi trời ơi, con trai, tại sao con không để cho ông coi tivi để ông coi thời sự, mà con lại lấy tivi của ông để chơi game rồi? Con trai à, con, bây giờ con còn nhỏ tuổi, bây giờ con phải nhường cho người lớn chứ, bởi vì ông là già rồi, tuổi già thức sức yếu, bây giờ ông xem thời sự mà con không cho làm sao? Con còn nhiều cơ hội để xem tivi, nhưng ông thì rất là ít bởi vì tuổi ông đã cao rồi. Đó, nên tuổi trẻ của con phải nhường lại cho ông chứ. Sau này con có thể coi những cái tivi mà mới hơn, to hơn. Dạ, con hiểu rồi ba ơi. Bây giờ con sẽ đi kia ông dạy để xem thời sự tiếp ạ. Con thật là có lỗi luôn. Đúng rồi con trai, đúng là con trai của ta mà. Đúng là con trai của ta. Dạ, con đây con kêu ông xuống nha. Ông ơi, cháu xin lỗi ông. Ông xuống ông coi thời sự đi. Cháu biết là cháu còn nhỏ nên cháu còn nhiều cơ hội để xem tivi hơn ông. Chứ bây giờ ông già rồi, ông rất ít cơ hội. Cháu, mai mốt cháu lớn lên, cháu có thể xem những loại tivi nó hơn, nó to hơn, phải không ông? Hai cha con mày in nhau đấy, biết suy nghĩ rồi đấy. Ông ăn đi, cháu cho ông luôn đó. Cảm ơn cháu nha. Nhìn cháu như thế này, ông hạnh phúc lắm. Đúng thật là cả nhà ta hạnh phúc mà. Con trai qua đây ba biểu. Con đói rồi phải không? Nhá, con chưa đói nhưng mà hơi đói thôi ạ. Con đói rồi thì để ba đi kiếm gì nha. Dạ, ba đi kiếm cái gì con cũng ăn được. Bây giờ là để coi. Ui, bây giờ mẹ mày đi xa rồi mà chẳng có cái gì trong tủ lạnh hết. Bây giờ ba mày lấy cái xo gì lấy đại đi, ba mày nấu cho mày ăn nha. Cái này là của mẹ mày để dành cho gọi là chỉ một người nào trong nhà này ăn được cái đó thôi đó. Chỉ được một món duy nhất thôi đó. Cố gắng ăn nhanh lớn nha con. Để ba dọn dẹp cái bàn này đi nè. Ba ơi, xong chưa? Đợi tí con ơi, gần xong rồi để ba lấy chén đoại xuống rút nè. Còn mẹ mày bỏ mấy cái chén trên cao quá, người ba thì lùng mà mẹ mày cứ chơi ba mày không à. Ok, hai cái dĩa nè. Bây giờ là xuống nè, xuống dĩa nè. Ôi trời ơi, con ăn đi con ơi. Con ăn đi để nhân lớn để có thể chuẩn thành một người đàn ông tù cột cho gia đình nha con. Dạ, ba ơi. Con không ăn đâu, ba ăn đi. Con biết cái món này trong nhà này chỉ còn được một món này thôi, nên bây giờ thì con còn trẻ mà, con có thể nhường lại cho ba. Để bây giờ ba có ăn, sau này con còn trẻ, con có thể ăn những món mà ngon hơn món này xa. Ba cứ ăn đi. Con trai hiểu đấy. Con trai biết thương rồi đó. Vâng ba ạ. Nhưng mà ba cũng không ăn. Ba sẽ đem cái này đến để cho ông nội con, bởi vì ba vẫn còn trẻ, vẫn có thể ăn được nhiều thứ ngon hơn ông nội của con, nên bây giờ có cái gì ngon ba cho ông nội. Ba ơi, ba ơi. Ông ơi, ba ơi ạ. Ba ơi, ba hãy ăn cái miếng này này. Thôi thôi, tao mắc qua thời sự rồi, tao không có ăn đâu. Không, bỏ đó đi, tao không có ăn đâu. Nhìn, ôi trời ơi, mọi người không ăn hả? Không ăn thôi thì để con cầm cho, tí nữa con về con cho mẹ. Cả nhà ta đều là hạnh phúc. Chúc tất cả mọi người vui vẻ. Hãy nhớ like và subscribe video này nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Yeah.